Kênh Cuộc Đời Giá Trị rất vui được gặp lại quý vị. Thưa quý vị, người ta thường nói rằng phụ nữ sinh ra vốn đã khổ rồi. Quý vị có thấy đúng không ạ? Ở một khía cạnh nào đó thì tôi cho rằng điều này là đúng và nó có nguyên do. Ví dụ như là người đời thì vẫn luôn mặc định chuyện bếp núc, dọn dẹp, nhà cửa là của phụ nữ. Còn đàn ông con trai biết nấu ăn thì được khen tấm tắc. Nếu như phụ nữ biết nấu ăn thì chỉ là chuyện thường tình. Thậm chí phụ nữ mà không biết nấu ăn thì còn bị người khác đánh giá. Rồi ví như là khi có gia đình riêng, đàn ông đi làm về, ai mà sót vợ thì giúp vợ việc này việc kia, còn không thì chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Phụ nữ thì cũng ngày làm 8 tiếng ở công ty như chồng, rồi về nhà lại đi đón con, chăm con, nấu nướng, ăn xong thì lại rửa bát, dạy con học vân vân. Vậy mới thấy người phụ nữ vất vả như thế nào. Thế nhưng thưa quý vị, vất vả chưa hẳn đã là khổ. Phụ nữ đã vất vả mà còn không có trong tay năm thứ này thì mới gọi là sống trong đau khổ. Năm thứ đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi clip và nếu như thấy clip hay và ý nghĩa, quý vị hãy chia sẻ quý vị nhé. Thứ nhất, tiền. Thời thế này đã thay đổi, chẳng còn cổ hủ như xưa. Người phụ nữ hiện đại khôn ngoan phải hiểu rằng bản thân có thể sống thiếu đàn ông, chứ không thể sống mà không có tiền được. Nhiều người cho rằng phụ nữ mê tiền nghĩa là thực dụng. Thế nhưng liệu có đúng thực sự là như vậy không? Phụ nữ mê tiền nhưng tiền đó do chính mình làm ra thì chẳng có gì là sai trái cả. Thời đại mà đàn ông là người trụ cột, quyết định cả cuộc đời của một người phụ nữ đã qua từ rất lâu rồi. Ngày nay, phụ nữ có thể đi làm, tự kiếm tiền để phục vụ những nhu cầu của bản thân. Đừng để khi cần tiền mua bán cho gia đình lại phải ngửa tay xin tiền chồng, để rồi lại phải nghe những câu phàn nàn như: em có thể xài tiết kiệm một chút không? Mua máy lạnh trong phòng khách làm gì? Rồi khóa hư thì ráng ráng xài tạm cũng được mà. Ngày nào em cũng mua đồ mới cho con, rồi còn đồ trang điểm, có ích gì không? Em không biết thương tôi chút nào hả? Đàn ông kiếm tiền cũng đâu có dễ dàng. Lúc ấy đau xót lắm, túng quẫn lắm, cũng chỉ biết than thân trách phận vì bản thân chẳng kiếm ra tiền mà phải chịu nhục. Phụ nữ cũng nên nhớ rằng phải có tiền, bởi vì đàn ông có thể rời bỏ bạn nhưng tiền thì không. Phụ nữ không kiếm tiền vốn dĩ là do chấp nhận lùi về phía sau người đàn ông một bước để chăm sóc gia đình. Không có gì là sai trái nếu bạn có thể kiếm ra tiền và yêu chúng. Đàn ông ngày nay thường chê phụ nữ thực dụng, chỉ nghĩ tới tiền. Thế nhưng nghĩ tới tiền có gì là sai? Đúng, tiền không mua được tất cả, nhưng nhờ có nó, bạn tự tin hơn, có thể mua được những thứ mà mình yêu thích, mua những thứ mình cần. Nó cũng phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Vậy thì chẳng có gì là sai khi bạn yêu thứ có khả năng đáp ứng nhu cầu giúp bạn vui vẻ và hạnh phúc hơn. Khi cầm đồng tiền trong tay, phụ nữ sẽ hiểu rằng nó có thể giải tỏa biết bao nhiêu cảm xúc mệt mỏi, buồn tẻ, bực dọc trong lòng mỗi người. Khi có tiền, bạn không phải gánh những áp lực cơm ngày đủ bữa, áo đủ mặc trong cuộc sống. Khi có tiền, bạn thoải mái đi du lịch nhiều nơi, đến những vùng đất hằng mơ ước. Biết bao nhiêu lợi ích từ đồng tiền, nếu có thể hãy tự mình làm ra và tận hưởng chúng. Thứ hai, sức khỏe. Phụ nữ sau khi lập gia đình thường có nhiều áp lực hơn, thời gian dành cho bản thân ít dần đi, trách nhiệm gia đình nội ngoại hai bên cộng thêm những khoản chi phí giao tiếp hai bên khiến cho người phụ nữ ít chú ý đến việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Với bản tính tiết kiệm và đức hy sinh cho chồng con, nhiều người phụ nữ ít khi bỏ ra khoản tiền để lo chăm sóc cho bản thân. Trước khi làm gì, họ cũng nghĩ đến chồng con. Vì vậy, sau thời gian vài ba năm lập gia đình, nhiều người già hơn. Thậm chí, có người bệnh nhẹ nhưng thấy mình còn khỏe nên cho qua và cứ thế qua dần cho đến một ngày họ bệnh nặng hơn. Họ vẫn nghĩ cho chồng, cho con và cố chịu đựng. Khi đi khám ra bệnh, rồi họ cũng cố gắng chịu đựng vì chi phí điều trị đắt đỏ. Và rồi họ lại lay lắt qua ngày nào hay ngày đó. Thế nhưng phụ nữ à, dù hoàn cảnh có éo le đến mức nào đi chăng nữa, là một người phụ nữ khôn ngoan thì chúng ta nên chăm sóc sức khỏe, bản thân sống khỏe mạnh. Khi mình khỏe thì mình sẽ làm ra được rất nhiều tiền. Mình khỏe, mình mới vui vẻ, mới mang lại hạnh phúc cho những người thân yêu được. Khi đó, tình yêu thương chồng con mới trọn vẹn được. Phụ nữ thông minh sẽ chăm sóc sức khỏe hàng ngày, chứ không đợi đến khi bị ốm. Khi cơ thể khỏe mạnh
vui vẻ thì người phụ nữ mới trở nên yêu đời hơn, gia đình hạnh phúc hơn. Thứ ba, khí chất. Khí chất của một người phụ nữ được tạo nên bởi 3 phần tướng mạo, 7 phần thần thái. Khí chất không phải ai sinh ra cũng có sẵn, mà nó là quá trình rèn luyện lâu dài. Người xưa có câu, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Vì thế, bạn có thể đẹp hoặc không, nhưng chắc chắn phải nỗ lực trở thành một người phụ nữ có thần thái, có khí chất. Không có nhan sắc thì phải có thần thái. Phụ nữ muốn có được khí chất cao quý, nội tâm mạnh mẽ thì phải làm được những điều này. Học cách vui vẻ, nếu bạn không cho phép thì không ai có thể đem lại cho bạn sự đau khổ buồn phiền cả. Học cách tự tán thưởng bản thân mình, tự tin vào chính mình là điều tốt nhất. Học cách lương thiện. Lương thiện chính là gốc rễ trong việc làm người, đừng vì những danh lợi không đáng có mà đánh mất sự lương thiện của bản thân. Biết cách tự chăm sóc bản thân, chẳng ai có thể đi theo bạn, chăm sóc cho bạn suốt cuộc đời. Do vậy, hãy biết tự lo cho mình. Học cách nhìn nhận được, mất. Trong cuộc đời này, ngoài mạng sống của bạn ra, chẳng có thứ gì đáng để bạn đánh mất bản thân mình. Hãy học cách chấp nhận trước những sóng gió, mất mát của cuộc đời. Hãy tự tin đứng dậy và nói, chẳng có gì to tát cả. Học cách kiên cường. Trong tình yêu hay như trong cuộc sống, khi anh bên tôi, anh mới trở nên đẹp đẽ. Khi anh rời xa tôi, thì đối với tôi, anh chẳng là gì cả. Học cách bao dung. Phụ nữ không vì dung mạo mà do tâm hồn đẹp đẽ, cao quý mà trở nên xinh đẹp. Bao dung không chỉ khiến bạn trở nên đẹp hơn trong mắt người khác, mà còn khiến cho người khác cảm kích cả đời. Học cách kiểm soát tâm trạng đau khổ, muộn phiền. Tình yêu khiến cho con người ta quên mất không gian và thời gian, nhưng ngược lại, thời gian cũng làm cho con người ta quên đi những lo sầu, buồn phiền. Đừng để quá khứ ám ảnh bạn mãi, hãy nhớ. Những thứ đã mất đi vốn dĩ không bao giờ thuộc về bạn. Học cách kiêu ngạo. Kiêu ngạo không có nghĩa là tự cao tự đại, coi thường người khác. Đó là sự tự tin, lòng tự trọng, sự thanh cao của bản thân. Điều đó đến từ việc nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn luôn cố gắng. Hãy nhớ thời khắc chứng tỏ bản thân, đừng bao giờ quên. Và hãy học cách trân trọng những người yêu thương bạn. Không có gì là mãi mãi, hãy trân trọng những người bên cạnh yêu thương bạn. Đừng để cho cuộc sống của bạn có bất cứ điều gì phải hối tiếc. Đừng vì những người làm đau bạn mà buồn phiền, bởi họ không xứng đáng. Thứ tư, sự độc lập. Chị em hay bảo nhau, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Mỗi khi ai đó khoe chồng tình cảm, yêu chiều, nâng niu vợ. Có một thực tế là đàn ông Việt không phải ai cũng trân trọng vợ nếu cô ấy ở nhà, hay nói trắng ra là không đóng góp trực tiếp vào kinh tế gia đình. Dẫu rằng sự vất vả của một bà nội trợ chẳng hề kém một người phụ nữ đi làm. Vì vậy, nhiều người phụ nữ Việt ở nhà nội trợ, chăm con vẫn mặc nhiên bị coi nhẹ, không chỉ bởi nhà chồng mà còn từ những người xung quanh của đời họ. Ai đó có cả nhà ngoại nương tựa vào con rể thì còn bi kịch hơn. Sự phụ thuộc, ràng buộc về kinh tế khiến họ bị mất giá, bị coi như một loại tầm gửi bám cành, rời chồng ra là chết. Đàn ông vốn là giống loài say thử thách. Đàn ông xưa chưa chinh phục được vợ thì nâng niu như trứng mỏng, đang si tình thì hứa hẹn ở nhà anh nuôi. Nhưng khi vợ ở nhà nội trợ, vài đồng mua băng vệ sinh cũng phải ngửa tay xin, không còn mối quan hệ gì ngoài gia đình chồng. Chưa kể nếu gia đình nhà vợ nhờ vả nhiều, tự dưng mối quan hệ bất cân xứng kỳ lạ. Phụ thuộc vào nhà người khác thì dù ở xã hội hay gia đình đều ít nhiều khiến bạn mất đi vị thế của mình. Thế nên đừng đặt gánh nặng nuôi con lên một mình vai chồng. Đừng bắt chồng phải móc hầu bao ra chi trả cho mọi chi phí trong cuộc sống của mình. Cũng đừng để cho nhà mình dựa dẫm vào chồng hay nhà nội. Có thế, trong con đường dài đi cùng nhau mới có thể bình đẳng và tôn trọng. Phụ nữ nhất thiết phải cố hết sức lo được cho bản thân và gia đình mình trước khi phiền đến chồng. Tự kiếm tiền, dù ít hay nhiều thì đó cũng là đồng tiền do mình kiếm ra, là cách để chứng minh mình sống ổn mà chuyện gì bất trắc xảy ra, chủ động chăm lo cho gia đình lớn và chung tay gánh vác với chồng để vun vén gia đình nhỏ. Bất luận thế nào, đàn bà hiện đại đừng bao giờ nghĩ dựa dẫm vào đàn ông được là hay. Mà xét cho cùng, đàn ông thì cũng như đàn bà, phải đi làm, phải nuôi được bản thân mình,
phải lo được cho người thân yêu của mình thì mới có quyền làm chủ cuộc sống. Thứ năm, nhan sắc. Đúng là vẻ đẹp tâm hồn rất quan trọng, nhưng chẳng ai có thể từ chối phụ nữ nếu như cô ấy có dung nhan kiều diễm. Nhan sắc là một trong những loại vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ. Cái đẹp tâm hồn cần thời gian để lan tỏa. Cái đẹp dung nhan, lạ thay, có quyền lực ngay tức thì. Đàn bà đẹp, dù trải qua trăm ngàn bề dâu hay bi kịch, thì vẫn khiến thế gian tốn bất mực. Đàn bà xấu, dù hạnh phúc hay đau khổ, chẳng thể tạo nên thiên tình ca. Đàn bà đẹp làm đảo quốc huynh thành. Đàn bà xấu, tồn tại không ai biết. Gái có công, chồng không phụ, có thật không? Chẳng phải chính bạn cũng ngẩn ngơ trước cái đẹp đó sao? Chẳng phải nếu cho bạn quyền lựa chọn, bạn cũng siêu lòng vì cái đẹp đó sao? Đừng trách người ta yêu cái đẹp, có chăng là do ta không biết giữ lại nhan sắc của mình. Tạo hóa ban cho người phụ nữ sắc đẹp, và đó là món nợ phải trả góp qua nhiều năm. Thời gian càng trôi, nhan sắc càng đi vợi. Cuộc sống bộn bề biến bạn từ cô nàng trẻ trung, gọn gàng, thanh lịch, trở thành những người xuề xòa, dễ dãi về gu thẩm mỹ và tự cho rằng người khác cũng như vậy. Bạn viện đủ lý do để bao che cho một đôi dép tông sụp sạch, một chiếc áo thùng thình không ăn nhập với quần jean rách tả tơi và kiểu tóc không ai biết cách gọi tên cho chính xác. Bất kể bạn là ai, đã là phái đẹp thì đều cần phải làm đẹp. Nếu không thể đầu tư nhiều tiền bạc cho nhan sắc, thì hãy đầu tư nhiều tâm huyết, tỉ mẩn, chăm chút cho mái tóc, cho móng tay, cho làn da, cho từng cái áo cái quần mà bạn lựa. Hãy yêu thương bản thân mình hơn tất thảy, để khi tất thảy rời bỏ bạn, bạn biết mình không cô đơn. Bạn còn nhan sắc, bạn còn yêu đời, bạn còn tự tin, nghĩa là bạn đã chẳng mất gì cả. Yêu thương bản thân giống như một người bạn đồng hành, để giữ bạn lại phía bên này thành nhan sắc.